Ngay sau khi hội quân tại khách sạn Grand Plaza vào ngày 13 tháng 1, toàn đội đã bước vào ngay buổi tập đầu tiên vào lúc 16 giờ cùng ngày. Trong buổi tập này, có sự hiện diện của ông Trần Quốc Tuấn, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đến để động viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung lần này, có những sự trở lại đáng chú ý như Nguyễn Hữu Tuấn, Tô Văn Vũ, Nguyễn Đức Chiến và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng, hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí tươi mới cho đội tuyển trong thời gian sắp tới. Khi mà Dũng Chip cũng đã làm thủ quân của đội tuyển Việt Nam sau khi được sự nhất trí ủng hộ của toàn thể đội bóng. Trong đợt tập trung này, cũng vắng mặt ba tuyển thủ là Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh do bị nhiễm Covid-19. Thế nhưng hôm nay, ngày 14 tháng 1, toàn đội sẽ chào đón thêm hai thành viên mới là Trần Phi Sơn và Ngân Văn Đại sau khi được người thầy Hàn Quốc triệu tập bổ sung. Mặc dù thiếu vắng một số trụ cột, song ở đội tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều cầu thủ đáng chú ý khác như Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng. Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái của các tuyển thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo chủ yếu triển khai các nội dung về củng cố thể lực cũng như lấy lại cảm giác trở lại với trái bóng sau một thời gian dài được nghỉ ngơi. Đội tuyển Việt Nam sẽ có khoảng một tuần tập luyện trước khi di chuyển sang Australia chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rèn quân vào lúc 16 giờ hàng ngày từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1. Báo chí chỉ được tác nghiệp 20 phút đầu tiên trong 4 ngày 13, 14, 17 và 19 và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc bong bóng của đội tuyển. Ban huấn luyện của các tuyển thủ được chia làm 3 nhóm để đi làm visa chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Hai nhóm sẽ tiến hành thủ tục xin visa vào ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1. Nhóm còn lại sẽ được làm vào ngày 17 tháng 1. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Australia vào ngày 21 tháng 1. Tại đây, toàn đội sẽ có khoảng 5 ngày để làm quen khí hậu và thời tiết trước khi tiếp tục hành trình khó khăn tìm kiếm điểm số đầu tiên tại sân chơi vòng loại World Cup vào ngày 27 tháng 1. Sau đó vài ngày là trận đại chiến với đối thủ rất nhiều duyên nợ, đội tuyển Trung Quốc tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 1 tháng 2, tức ngày 1 Tết Nguyên đán. Liên quan đến trận đấu rất đặc biệt này, mới đây, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận được một món quà tinh thần cực lớn. Cụ thể, vào chiều ngày 13 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có công văn đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho cổ động viên vào sân Mỹ Đình ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Theo đó, thống nhất với các nội dung đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức trận đấu, đồng thời đồng ý với đề xuất bán 20.000 vé của trận đấu. Thành phố cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao làm đầu mối phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch VFF tổ chức tốt trận đấu. Ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam phát biểu: "Về cơ bản, chúng tôi tin trận đấu với đội tuyển Trung Quốc cũng sẽ được chuẩn bị chú đáo. Việc cổ động viên được vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chắc chắn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ. Dĩ nhiên trong tình hình hiện tại, công tác phòng chống dịch Covid-19 là hết sức quan trọng. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể, hướng dẫn cổ động viên liên quan đến việc vào sân cũng như công tác phân phối vé xem trận đấu. Đây là tin cực vui với đội tuyển cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi trước đó cuộc đối đầu với Australia, sân vận động Mỹ Đình đã không đón người hâm mộ ở cổ vũ. Sau đó, trong hai cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản và Saudi Arabia, số cổ động viên được vào sân chỉ là 12.000 người, tức là 30% sức chứa. Với việc nâng số lượng vé bán ra lên đến 20.000 người, tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam chắc chắn cũng sẽ được nâng cao, có thể được cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn nhất." Đội tuyển Việt Nam có ban cán sự mới sau 3 năm. Quế Ngọc Hải tái ngộ Trọng Hoàng, mở bát 2022 bằng bản hợp đồng với đội bóng quê hương.
Sau khi kết thúc thời gian xả trại hậu chiến dịch AFF Suzuki Cup năm 2020, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại vào trưa ngày 13 tháng 1 để chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại cuối cùng World Cup gặp đội tuyển Australia và đội tuyển Trung Quốc. Trong buổi tập đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã không thể có sự góp mặt của bộ ba cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Toàn do các cầu thủ này đang thực hiện cách ly y tế. Sau khi được xét nghiệm và có kết quả âm tính với COVID-19, bộ ba này sẽ tập trung cùng đội tuyển sau. Sau khi buổi tập kết thúc, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố ban cán sự mới của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, thủ quân mới của đội tuyển Việt Nam sẽ là Đỗ Hùng Dũng, cầu thủ được mong chờ sẽ tỏa sáng sau khi trở lại đội tuyển. Ngoài ra, hai đội phó sẽ là trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Đây là sự thay đổi hoàn toàn của ban cán sự đội tuyển Việt Nam sau 3 năm với cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải. Cầu thủ người Nghệ An đã có khoảng thời gian giữ chiếc băng thủ quân vô cùng gương mẫu, luôn làm tròn trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ban huấn luyện đề ra. Nhằm đảm bảo lực lượng cho đội tuyển đáp ứng tốt và yêu cầu chiến thuật cho hai trận đấu tới, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập bổ sung hai cầu thủ là tiền đạo Ngân Văn Đại của câu lạc bộ Quảng Nam và tiền vệ Trần Phi Sơn của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu như Ngân Văn Đại từng được triệu tập trong giai đoạn 2018-2019, thì với Trần Phi Sơn, đây là lần đầu tiên tiền vệ này được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất Trần Phi Sơn được khoác áo đội tuyển đã cách đây 6 năm. Theo kế hoạch, vào ngày 14 tháng 11, Văn Đại và Phi Sơn sẽ lên hội quân cùng đội tuyển. Ngoài ra, ngay trong ngày tập trung đội tuyển, Hải Quế đã chính thức ký bản hợp đồng với đội bóng quê hương, gia nhập câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An qua hình thức họp trực tuyến. Anh sẽ vẫn mặc áo số 3, số áo giống khi anh thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Sự trở lại sân Vinh của Quế Ngọc Hải sẽ giúp huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và các cộng sự dễ dàng trong việc xây dựng đội hình cho Sông Lam Nghệ An, đặc biệt là nhân sự trên hàng công. Thay vì phải nhường một ngoại binh cho vị trí trung vệ, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể sử dụng cùng lúc 3 ngoại binh cho tuyến trên, giống như nhiều đội bóng tại V-League. Cùng ngày, cầu thủ Nguyễn Trọng Hoàng cũng đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, trở thành đồng đội với Quế Ngọc Hải ở cấp câu lạc bộ. Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An Trương Bá Sĩ phát biểu: "Chúc mừng Ngọc Hải và Trọng Hoàng, những người con xứ Nghệ trở về với đội bóng quê hương. Chúc bộ đôi ngôi sao của bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành quả, cống hiến tận tâm, đưa đội bóng Sông Lam Nghệ An ngày càng phát triển." Hãy like cũng như theo dõi fanpage và YouTube của Nextsport để cập nhật những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước cũng như quốc tế nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!